Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư, phó trụ trì, kính thưa cùng 500 Phật tử. Thành thật cho con xin được sám hối vì nghe lộn 3 giờ. Đang ăn bánh cam nghe ni sư gọi hết hồn, không biết cái miệng còn dính không biết. Thành thật cáo lỗi cùng quý vị. Đã 500 trái tim rồi thì cho chen thêm trái tim nữa. Quý vị đã đến chùa Vô U, thầy thì đang đến. Tất cả thầy trò chúng ta đều đến một điểm đích, đó là Vô U không não phiền. Vâng, xin chúc tất cả các vị được an lạc. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, hôm nay phải nói đến chùa Vô U, thầy trước hết thì xin có lời phân ưu cùng với lại ni sư Phương, phó trụ trì cùng toàn thể đại chúng ni và Phật tử ở đây trước một sự mất mát to lớn, đó là ni sư trụ trì đã ra đi. Sự âm thầm ra đi của ni sư trụ trì đã để lại cho chúng ta một bài học rất là quý giá. Để tưởng niệm giác linh của ni sư, suốt một thời gian dài, biết bao nhiêu gian khó tu tập, hành đạo và hoàn truyền chánh pháp tại ngôi chùa Vô U này, hôm nay thầy xin phép được trình bày với lại quý vị một chủ đề rất đậm tình người, mang chủ đề quà cho người ra đi. Nghe lãng mạn quá. Mai mốt tới phiên mình ra đi đó, ngồi đó mà cười. Thầy tưởng tượng lúc đang cắn bánh ca, không biết vô thường tới mà đi đâu không biết. Thật tình mà nói, lúc đi sư gọi là lúc đó đang ăn cái bánh cam ăn ngon lành. Tại vì đinh ninh là 3 giờ mới tới giảng, thầy cũng thắc mắc là sao giảng cái gì mà nó chiều quá vậy. Mà chiều thì nó gần với cái giờ cơm, cho nên mình đói bụng. Tới chừng coi lại tin nhắn, ni sư nhắn 2 giờ. Một lần nữa thành thật xin lỗi cùng ni sư. Trước khi nói về chủ đề này thì thầy xin phép kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Lúc mà Đức Phật đang giáo hóa ở tại thành Xá Vệ, kỳ viên Tinh Xá, thì nó có một cái sự việc nó xảy ra như thế này. Tức là năm đó Hoàng Thái Hậu mẹ của vua Ba Tư Nặc hơn 90 tuổi, được chăm sóc rất là cẩn thận, và bà được mệnh danh là người mà sống rất khỏe, rất thọ. Bỗng dưng bà từ giả cõi đời, không một lời nào mà nhắn nhủ lại hết. Cho nên vua Ba Tư Nặc và thần dân ở trong nước cử hành quốc tang theo nghi thức truyền thống, rồi đưa thi thể của bà đến nơi an nghỉ cuối cùng. Thì tang lễ xong, thưa quý vị, tất cả mọi người cùng kéo đến để mà thưa với lại Đức Thế Tôn tại kỳ viên Tinh Xá. Thì hôm đó Đức Phật đang thuyết pháp cho mọi người, thấy Đức Vua Ba Tư Nặc và quần thần văn võ cùng với nhiều người đến, thì Đức Phật ra tiếp và mời ngồi. Có một điều lạ là ai cũng bơ phờ, sơ sát hết, ai cũng mệt hết. Thì Đức Phật mới hỏi vậy chứ: thưa đại dương, đại dương từ đâu tới? Sao mà y phục thì xốc xếch, tinh thần thì áo não, sắc diện thì bi ai khác thường vậy? Thì lúc bấy giờ vua Ba Tư Nặc mới cúi đầu, mới thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, mẹ của con đột ngột đã qua đời. Chúng con vừa đưa linh cữu của mẹ chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng, cho nên hôm nay chúng con đến đây để xin được vấn an Đức Thế Tôn
và mong Đức Thế Tôn an ủi. Hồi xưa người ta hay dùng cái từ an ủi, tức là ở trong kinh nói thẳng ra là vỗ về, an ủi khi mà chúng ta đau khổ tìm tới Đức Phật. Khi thầy đọc những cái đoạn này đó, thưa quý vị, thầy thấy quý Phật tử nhiều khi gọi điện, nhiều khi đi tới chùa thầy mệt gần chết thầy cũng tiếp, thầy cũng nói, tại vì người ta cần cái sự an ủi, phải không quý vị? Nhiều khi thực sự là mệt lắm, nhiều người than bệnh chứ không biết ai bệnh nhiều hơn ai. Nhiều người nói con bệnh sắp chết mà không biết ai chết trước đây. Thầy ngồi mà thầy nghe mấy tiếng đồng hồ, thầy cũng phải nghe. Có người nói lâu lắm quý vị, mà nói không cho thầy chen vô tiếng nào, bắt thầy phải nghe. Nói xong đứng dậy, con cảm ơn thầy, con đi về. Có duyên vậy đó. Thầy cũng thông cảm, chứng tỏ là bức xúc quá, đau khổ quá, rồi nói không ai nghe. Ở nhà nói thì bị chồng la, rồi con cái nó cằn nhằn, mẹ già mẹ nói hoài cái bài ca con cá này hát biết. Cho nên Đức Phật mới an ủi vua Ba Tư Nặc như thế này: thưa đại vương, xưa nay người sống ở trên đời ai cũng phải trải qua bốn giai đoạn. Một, đó là sanh ra. Hai là già yếu. Ba là bệnh tật. Và bốn là khi chết. Bốn giai đoạn hết sức đáng sợ này không ai có thể tránh khỏi hết. Khi mình sanh ra rồi lớn lên, mình cũng sẽ bị già nua, rồi mệt mỏi, còm cõi, nhan sắc tàn phai, mắt ngày xưa xanh, bây giờ biến thành màu nâu, tóc ngày xưa đen, bây giờ biến thành màu tím. Cái đó thầy thêm vô chứ Phật không có nói. Tại hồi xưa đâu có tóc tím phải không? Bây giờ là nó đủ thứ hết, tóc xanh đồ này kia nữa. Đức Phật nói rồi, tất cả nó tàn phai theo năm tháng, sức khỏe của con người và diện mạo cuối cùng, một điều thảm khốc nhất đó là cái chết đến với chúng ta. Và khi cái chết nó đến thì thân xác bỏ lại, thần thức ra đi, chỉ còn lại tấm thân bất động nằm bên cạnh tiếng gào khóc bi ai của người thân. Bốn điều này, thưa đại vương, rất đáng sợ và chưa bao giờ nó hẹn cùng ai. Cho nên quý vị thấy tổ Linh Hữu nói rất là hay: vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ triêu tồn tịch vong sát na gì thế. Có nghĩa rằng sanh già bệnh chết có hẹn cùng ai, chỉ trong khoảnh khắc sanh qua đời khác. Đức Phật mới nói cho vua Ba Tư Nặc nghe tiếp là: vạn vật vốn luôn biến đổi, không có gì tồn tại mãi trên cuộc đời. Hoàng Thái Hậu tưởng chừng là người sống mãi mãi trên cuộc đời này, nhưng rồi người cũng ra đi. Tất cả đều biến đổi, không một ai tránh khỏi quy luật này. Như nước sông cuộn chảy, một dòng tích mù trôi, mạng người cũng thế thôi, ra đi không trở lại. Bài kệ Đức Thế Tôn khai thị cho vua Ba Tư Nặc rất là hay. Đức Phật thí dụ cho cuộc sống của con người ta cũng như dòng sông cuộn chảy. Tiếc là mình ở, quý vị là ở phố thị cho nên không thấy sông. Khi mà quý vị ở quê đó, mình sẽ thấy những con sông mùa lũ nó chảy cuồn cuộn và cuối cùng nó nhập chung về một dòng chảy ở đại dương. Thì Đức Phật ví mạng sống của mình cũng vậy: như nước sông cuộn chảy, một dòng tích mù trôi, mạng người cũng thế thôi, ra đi không trở lại. Đức Phật mới giải tiếp: này đại dương, cuộc đời vốn là như vậy, ngắn ngủi vô cùng và tuyệt vọng. Không một ai thoát khỏi bàn tay hung bạo của tử thần. Từ ngàn xưa, dù là vua chúa cho đến các bậc thánh nhân, người chứng được ngũ thông, không ai mà tồn tại cho đến ngày hôm nay.
Đại Dương đừng quá đau buồn mà ảnh hưởng đến long thể. Là người con hiếu thảo, biết thương cha mẹ quá cố của mình, thì Đại Dương phải biết tu tạo phước điền, hồi hướng công đức giúp cho người ra đi, cũng giống như mình chuẩn bị lương thực gửi cho người thân trên cuộc hành trình xa. Thưa quý vị, khi nghe Đức Phật dạy như thế, nhà vua và quần thần đều vui mừng, quên hết đau buồn, tất cả những người có mặt đều hiểu rõ đạo lý đó. Thì câu chuyện này được Đức Phật nói giữa sự chứng kiến của bao nhiêu người, từ vua Ba Tư Nặc cho tới các vị quần thần, văn võ bá quan, rồi dân chúng ở trong thành xá vệ. Khi đến kỳ viên tinh xá, ai cũng buồn hết, tại vì quốc tang được cử hành mà. Ai cũng thương và quý Hoàng Thái Hậu, cho nên khi quốc tang diễn ra, người nào người ta cũng cảm thấy bi ai đau xót. Và khi đến Đức Thế Tôn được Ngài an ủi và khai thị cho, tự nhiên người nào cũng cảm thấy có một điều cần phải suy nghĩ, rằng người ra đi là chúng ta chứ không phải người thân. Người thân mình đã ra đi rồi, điều này nhắc nhở cho chúng ta biết mình cũng sẽ phải ra đi. Nếu biết mình ngày mai sẽ ra đi, hôm nay chúng ta làm gì? Thưa quý vị, mình làm gì? Niệm Phật. Ai cũng nói sẽ niệm Phật, ai cũng biết là mình sẽ phải tu, nhưng mà khi quay về với đời sống thường nhật, chúng ta không có dốc hết toàn tâm toàn ý cho chuyện niệm Phật tu hành, vẫn còn gặp phải những cảnh đau buồn, phiền muộn, khổ đau, tham chấp. Rồi chúng ta cũng phải giận, cũng phải buồn, cũng phải sân lên vì tất cả những cảnh đó xảy ra. Mình biết mình sẽ chết đó, nhưng mà chừng nào chết hả hay? Chừng nào tới hãy biết. Bây giờ đang bận nè, hỏi bận làm gì? Bận chửi lộn. Bận làm gì? Bận giận hờn đó. Có những lúc chúng ta lại chăm sóc cho cái thân của mình, rồi chúng ta quên đi vô thường nó chi phối. Bây giờ mình thử nghĩ cái cuộc đời này đem đến cho mình những thứ gì? Niềm vui cũng có, nhưng nó chóng tàn phai, nó sẽ đi qua mau. Còn lại biết bao nhiêu lo toan phiền muộn, chỉ có cái thân này là cái thân chịu nhiều khổ đau. Đức Phật từng khai thị cho chúng ta biết, nhưng mà mình không có biết cái khổ đau nó tới liền đâu. Chỉ nắm vào những cái vui trước mắt, rồi chúng ta quên đi những cái chi phối của vô thường, của khổ lụy. Thật ra vấn đề này cũng không trách gì quý vị, tại vì mình ở trong cuộc đời, mình còn những mối tương giao trong xã hội, nào chồng vợ, nào anh em, bạn bè, đồng nghiệp, phải không? Rồi còn kiếm tiền nữa chứ, chứ đâu phải giống như thầy đâu, ngồi gõ mõ tụng kinh niệm Phật mà không có vấn đề buồn lo. Thật ra trong chùa cũng buồn, lâu lâu cũng buồn đó, không biết làm gì, đi tới đi lui cứ buồn chơi vậy. Quý vị biết có một cái bác Phật tử đó tới nhờ thầy khuyên can giùm, chỉ giúp giùm làm sao cho bớt buồn. Bác lớn tuổi rồi, bác đẻ 12 đứa con, khổ cực lắm mới nuôi 12 đứa con này tới lớn. Bây giờ 12 đứa con này tranh giành với nhau cái nhà, rồi chửi lộn với nhau như bầm bầu, đứa này giác dao chém đứa kia giác dao lụi đứa nọ, rồi thưa kiện nhau sùm hết. Bác buồn quá, bác không biết làm gì, bác đi tới chùa. Đi tới chùa cũng không yên, con cái đi tới chùa lôi bà đem về phải ký giấy, bác bà phải ký giấy bán cái nhà đó, chia đều ra. Thì bác này nói là tất cả bán hết đất đai rồi, con cái không có chịu chí thú làm ăn, bây giờ còn cái nhà để làm từ đường thờ ông bà cha mẹ, mà bây giờ con cái nó cũng kêu bán.
Mà bác nói á, phải chứ cái đứa nghèo khổ á, nó nói thì con cũng không buồn, mà ngay cả những đứa khá giả nó cũng nhào vô nó giành giật. Nó giành giật, nó bắt chia đều với nhau. Nó nói nó có công. Mà nó có công vậy đâu. Hồi đó con đi gói bánh ú con bán gần chết. Con đội mà tóc mọc không nổi luôn. Tức là đội trên đầu á, đội cái trường bánh ú á, cái bánh ú mới vớt ra mà nó còn nóng á, nó nhỏ nước xuống á. Bà nó đội cái thêm một cái khăn là đội lên mà nó nóng mạnh tới mức xối đầu luôn. Thì thầy mới nói thôi bác ơi, thôi buông hết đi. Bác cứ giao đó cho con cái, nó muốn làm gì nó xé ba xé bốn gì đi. Rồi bác lo niệm Phật. Quý vị biết bà nói sao? Trời Phật thánh thần ơi, nhà ta vậy ông suối bán nhà. Thầy thì đang nghĩ, thầy nghĩ kêu bà buông cho con cái, nó muốn làm gì nó làm đi, bà được yên thân không? Thầy nói thôi, bà nói bức xúc lắm. Trời Phật thánh thần ơi, tự nhiên kêu con người ta bán nhà, có cái nhà để ở bán gì? Thầy biết bà này bà không hiền rồi, bà dữ quá. Cái thầy nói thì thôi, thì bây giờ bác giữ lại cái gốc nào đó bác ở, hoặc giả là bán cái đó ra rồi chia cái tiền cái mua lại cái chỗ nhỏ ở. Bà nói trời ơi, ông có nhà không có cửa ông có biết, người ta thờ cha thờ mẹ thờ ông thờ bà, người ta đâu có ai rảnh như ông đâu, ngồi niệm Phật người ta đem tới người ta cúng dường. Rồi bà nói làm thầy nghe thầy xót xa. Trời ơi, thiệt là đau lòng quá đi. Thầy không hiểu sao mà bà nói được như vậy. Thầy nói bác à, nếu mà nó khổ đó, chưa chắc là ai khổ hơn ai trong cuộc đời này. Ít nhất thầy cũng rát da đầu suốt 20 năm qua vì cạo tóc. Phải không? Ăn chay thì rát ruột, cạo đầu rát da, bà có cạo đầu đâu? Bà chỉ đội bánh ú và xối đầu thôi. Bà xối có một chút là bà kể công kể trạng, còn đầu của thầy thì nó trọc lóc hết, không còn một cọng nào, thầy không nói tiếng một tiếng nào nữa đây, mà bà nói bà khổ sở là gì. Thầy biết bà giữ, quý vị biết không, thầy phải nói cái kiểu nói dòng nói do, nói cho bà bớt sân hận. Không hiểu sao bà sân hận lắm, khổ sở quá, con cái nó gây nhiều cái áp lực, cái bức xúc quá nhiều, cái bà không có bình tĩnh. Bà cứ thấy Phật tử người ta đem tới cúng dường, xin lỗi chứ thầy chỉ làm cái công việc đơn giản là nhân viên ngân hàng thôi. Tiền đó của người ta chứ không phải của thầy đâu, phải không? Thầy giữ tiền giùm cho người ta thôi đó. Chứ thầy đâu có được xài đâu, tiền của Tam Bảo mà đó. Mà thầy cũng không có giữ nữa, chùa thầy cũng không có giữ tiền, mấy chú giữ tiền, mấy thầy thủ quỹ giữ tiền, chứ thầy cũng không giữ tiền. Mà bác đó cứ thấy là người ta đem tới người ta cúng dường mà mình không có lao động, không có gì hết. Bà nói đâu có phải ai ăn ở không đâu, làm không động móng tay mà tiền đem vô nượp nượp. Trời, bà nói mà càng ngày bà nói mà thầy thấy thầy càng đau đớn cuộc đời, tí đều muốn cắn lưỡi chết đi được. Thầy nói ở đâu ra nượp nượp, thôi bây giờ mời bác vô trong chùa đi, bác cạo đầu giống thầy đi, bác ăn chay giống thầy đi, bác niệm Phật giống thầy đi, rồi bác ngồi không mà vũa móng tay rồi đếm tiền. Thầy phải nói cho bà bớt căng thẳng, bớt phiền não, mà thầy không hiểu lý do gì sao nha quý vị. Thầy không hiểu được. Không hiểu được lý do gì sao mà bà khổ đau, bà tới bà hỏi mình mà bà xỉa xói mình, không thương tiếc cái kiểu đó. Cuối cùng quý vị biết lý do gì sao không? Em để tang cho một cuộc tình. Tức là bà có người yêu, và người yêu đó đi tu. Thế lẽ bà phải mừng chứ, vô duyên không? Bà gặp người tu là bà cũng sân si hết. Mà cái chuyện đó đó quý vị biết, nó đã trải qua 50 năm rồi nha. 50 năm trước rồi đó. Tức là bây giờ là bác đó là 71 tuổi. Một mối tình 50 năm mà bây giờ đó có chồng đẻ 13 đứa con vẫn còn nặng mối tình xưa. Trời ơi, thầy ngưỡng mộ bà quá đi. Vỗ tay gì, sanh tử dính chùm hết chứ vỗ tay. Cuối cùng thầy mới khai thác được, bà mới khai ra, bà mới kể ra là hồi xưa đó bà có một mối tình thầm lặng với một cái anh đó. Thì cái anh đó
là cũng đi lính. Kêu bằng cái anh, tức là cái thời thanh xuân đó, quen biết nhau từ nhỏ ở xóm đó, rồi làm ruộng làm rẫy, rồi biết nhau quen, rồi cái anh đó đi lính mà không biết tại làm sao cuối cùng anh đã bỏ quân ngũ đi vô chùa xuất gia. Tại vì đã thề mà, thề là sau khi mà hòa bình rồi đó là mình chuyến tàu hoàng hôn rồi anh đưa em đi về, về quê hương ta đó. Nhưng mà bây giờ ổng không có về, ổng đi vô chùa, chịu đời có nổi không? Cho nên là bà tức. Bà tức rồi bắt đầu bà lấy chồng liền, không thương không gì hết trơn. Ông kia tới hỏi cưới, bà gật đầu cái bụp. Đó, lấy chồng về 15 năm đẻ 13 đứa con. Thằng ghê. Không biết sao mà đẻ dữ gì không biết nữa. Bà giận á, rồi bà gặp thầy chùa là bà chửi, quý vị biết không? Bà ghét chùa lắm. Nhà bà gần chùa, bà bán nhà bà dời đi, bà ở chỗ nào mà xa thiệt là xa chùa. Đó. Rồi bây giờ bà buồn khổ, bà phiền não quá, rồi bà nghe băng, rồi bà biết các thầy, rồi bà đi tới, bà trút hết những nỗi ưu phiền và mối tình câm lặng của 50 năm. Quý vị thấy, tất cả những thứ đó do ai tạo ra? Do mình. Do nghiệp gì? Nghiệp bả tạo nghiệp. Nghiệp gì? Bả tạo ra. Không biết cái người kia có thương bả không? Phải không quý vị? Nó thì chắc cũng có. Rồi không biết người kia hứa hẹn với bả như thế nào, rồi bả cứ bám chặt vào đó. Chính cái tâm ái nhiễm bám chặt chấp trước vào đó, nó có ngã chấp, nó có cái tôi, thì nó đã tạo thành nghiệp. Thí dụ như quý vị lỡ mà đi đạp con kiến chết, có tội không? Không. Nhưng quả báo nó có. Tức là nhân vô tình nó sẽ đưa tới cái quả vô tình. Đó, đời sau đó mình đi khơi không tự nhiên có cái cây gì rớt xuống chúng mình chết chẳng hạn. Tức là nhân vô tình đưa tới quả vô tình. Nhân quả sòng phẳng, nhưng mà cái nghiệp nó không có gì mà nó không khởi ý. Nhưng mà con muỗi nó cắn mình mà mình đập một cái chát ha, cho mày chết nè, thì cái nghiệp đó nó lớn lắm quý vị biết không? Vì nó kèm theo cái ngã chấp và cái sân si của mình, cái đó nó mới kết thành nghiệp. Nguy hiểm lắm. Còn cái này là bác đó, bác tạo nghiệp, bác đắm nhiễm vào trong cái chuyện tình đó, rồi bác đau khổ. Nhưng mà thật sự đó, mình mới thấy được có nhiều người phải nói là họ rất là chung tình, một kiếp chung tình. Còn đời này nói câu trước câu sau, nó quăng vali ra ngoài đường, đưa tờ giấy ký đi, ly hôn, đó, ly hôn cho lẹ, đừng giải thác. Tức là giải thoát ra khỏi những buộc ràng. Hãy có chồng thì buộc ràng kiểu có chồng, có vợ thì buộc ràng kiểu có vợ. Hãy có kiểu gì nó khổ kiểu nấy, tất cả đều do chúng ta. Chúng ta bám chặt lấy mình, những niềm vui đó nó có, thưa quý vị, nhưng mà nó mong manh lắm. Và Đức Phật dí cũng giống như đàn bò. Quý vị biết lúc mà Đức Phật thuyết pháp ở tại Trúc Viên Tinh Xá, tại thành La Dược Kỳ,